Ok hai các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Stormy Gaming đây. Và hôm nay thì mình sẽ làm tiếp cái phần 4 của Doraemon The Killer và Nobita The Killer các bạn ha. Thì sau cái phần 3, nếu như các bạn nào chưa coi thì các bạn có thể là coi lại cái phần 3 của mình. Thì cái phần đó, cái thằng Doraemon này đã trừng trị được cái thằng Nobita và biến cho cái thằng Nobita The Killer phải trở lại là Nobita bình thường như thế này luôn nè các bạn, thấy không? Đó, thì bây giờ Nobita nó hết là Nobita The Killer rồi. Nó trở lại bình thường rồi. Và với cái vụ việc như thế này thì cái thằng Doraemon rất là vui luôn các bạn. Vui vì đã giúp cho Nobita nó hướng thiện được. Nhưng mà còn một điều rất là quan trọng nữa mà Doraemon cũng đang muốn làm. Đó chính là sẽ hồi sinh lại thằng Chien và thằng Seiko các bạn ha. Thì hai cái thằng Chien và Seiko đã bị Nobita The Killer giết rồi. Cho nên là hôm nay mình muốn thứ nhất là cho Nobita hướng thiện, thứ hai là mình sẽ hồi sinh thằng Chien trước. Ê Nobita, bạn có nhớ là bạn đã giết Chien và Seiko không Nobita? À, mình cũng có ký ức chút chút về Chien và Seiko đó. Hình như là lúc mình trở thành Nobita The Killer, mình đã giết chết Chien và Seiko để trả thù cái món hận mà tụi nó đốt mình đó, Doraemon. Đúng rồi, hình như là mình đã giết Chien và Seiko rồi. Đấy. Đó, bạn có thấy cái tội ác của bạn như thế nào chưa Nobita? Nhờ của mình đó, mình dùng cái món bảo bối của mình làm cho bạn trở thành Nobita như bình thường. Chứ nếu không thì không biết bao nhiêu người sẽ chết vì bạn nữa. Ok. Bây giờ thì mình sẽ đi hồi sinh lại Chien nha Nobita. Cái gì? Đi hồi sinh lại Chien hả? Doraemon, bạn đang giỡn với mình hả? Cái thằng đó mình rất là ghét luôn đó. Tại sao phải hồi sinh nó? Hey, Nobita, hình như là bạn vẫn chưa có hướng thiện hay sao á. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy xe ra để chở bạn đi hồi sinh Chien. Và trên đường đi, mình sẽ nói rõ cho bạn biết thêm nhiều vấn đề nữa. Lên thôi Nobita. Cho dù cái thằng Chien nó đáng ghét tới bạn tới chừng nào chăng nữa thì nó vẫn là bạn của tụi mình. Đúng không Nobita? Nếu như bạn giết nó vậy là bạn đã sai lầm rồi. Mình phải giúp đỡ nó. Đây. Bây giờ tụi mình là phải chạy qua tới bên đây luôn nè. Đây là một cái nghĩa địa trong GTA 5 ha các bạn ha. Một cái nghĩa địa rất là lớn trong GTA 5 luôn. À, khoan để mình chỉnh cái này cái đã. Rồi ok. Mình không thích hồi sinh cho em một chút nào hết Doraemon ơi. Đó là chuyện của bạn. Còn khi mà bạn đã giết Chien rồi thì mình bắt buộc phải hồi sinh Chien lại. Đó chính là tội ác của bạn ở Nobita. Nhưng mà cái thằng Chien nó rất là đáng ghét Doraemon ơi. Rồi, lỡ như bạn hồi sinh nó lại, rồi nó lại ăn hiếp mình nữa hay sao Doraemon? À, mình chỉ sợ là nó đốt cháy mình thêm một lần nữa thôi Doraemon ơi. Cái chuyện đó thì bạn cứ yên tâm đi Nobita, có mình ở đây mà. Mình sẽ không để cho Chien làm như thế với bạn một lần nữa đâu. Được rồi, nếu như bạn nói vậy thì mình sẽ ok, đồng ý theo cái sự chỉ đạo của bạn. Đúng, bạn phải nghe theo lời mình Nobita à. Mình bắt buộc phải hồi sinh Chien và Seiko vậy. Cái thằng Chien á, coi vậy chứ nhìn nó rất là tội. Nó vừa mập nè, vừa lùn nè, vừa xấu mà vừa hát dở nữa. Cái gì nó cũng dở và xấu hết. Cho nên thì nhìn nó rất là tội nghiệp. Nhìn nó hay ăn hiếp bạn vậy thôi chứ thật ra nó rất là cô đơn của Nobita à. Không ai chịu chơi chung với nó hết. Hả? Vậy hả? Mình thì mình cũng không ghét bỏ gì Chien gì mấy đâu. Mình chỉ ghét nó hay ăn hiếp mình thôi à. Đúng rồi. Bạn cứ hay để chuyện đó cho mình. Mình sẽ hồi sinh Chien vậy. Ê, nhưng mà Doraemon, tại sao bạn lại không dùng cùng với thời gian, bạn quay ngược thời gian trở về để bạn ngăn chặn mình giết Chien vậy? Doraemon. Giết người thì cho dù có quay ngược thời gian trở về thì cũng không cách nào mà ngăn cản được. Chỉ có chặn là những cái vụ mà giống như là bạn phá phách hay là cái gì đó thôi. Chứ còn khi mà bạn đã giết người rồi thì cho dù có cỗ máy thời gian hay chăng nữa, mình quay trở về thì mình cũng không làm được cái gì đâu Doraemon. Vô đây Nobita, hãy lên. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi vô đây để hồi sinh lại Chien. Ở đây rất là nhiều mộ luôn. Nobita mày đâu rồi?
Mày không đi được vào cánh cửa này hả? Ở đâu rồi ta? Anh đường mới hẻ đi đường khác rồi. Ở mới đây có cửa không đi? Đi chui chổng ông nội. Really? Trời, cái đường này đi qua đường nó không đi. Nó lại đi qua cái đường mà đi không được. Mấy cái thằng Nobita thì đúng ngu luôn chứ. Trời ơi, có cuộc khi nó cũng mới chạy qua được rồi. Mình tưởng là nó không chạy qua được chứ, mình lấy cái dép mình đập vô đầu luôn quá. Được rồi, Nobita, để theo mình. Mình sẽ qua cái ngôi mộ của thằng Chien để mình hồi sinh cái thằng Chien nó vậy. Tuy cái việc này sẽ làm cho mình rất là tổn thọ. Mình là mèo mái mà, mình không được làm những cái chuyện mà trái đạo lý luân thường như thế này. Tại vì một khi một người nào đó đã chết rồi thì người đó đã xuống với Diêm Vương và Diêm Vương đã ghi vào cái sổ sinh tử rồi. Nếu như mà mình hồi sinh là cái thằng Che này vậy thì có nghĩa là mình đã đắc tội Diêm Vương ở Nobita. Tất cả đều là tại bạn. Tại bạn đã hại mình. Bây giờ mình phải hồi sinh Che vậy thôi. Được rồi, đây chính là ngôi mộ của thằng Che. Một ngôi mộ rất là bự, nằm ở giữa sông như thế này. Và view cũng rất là đẹp luôn các bạn ha. Được rồi, Nobita, bây giờ bạn hãy quỳ xuống cùng mình nhìn chú để hồi sinh cái thằng Che này vậy. Được rồi, bây giờ thì bạn cứ quỳ ở đây nha. Bây giờ thì mình sẽ đọc thần chú để mình mong có thể là hồi sinh được Che thành công. Chứ cái việc này thì mình xét suất cũng chỉ là 20-80 thôi. 20 là có thể là hồi sinh được thành công và 80 sẽ thất bại. Hy vọng là nó sẽ thành công để hồi sinh cái thằng Che này vậy được. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đọc thần chú thôi. Umbalasibur Asinomoto Alehap. Chien, hãy mau tỉnh dậy đi. Tao Doraemon đây. Hôm nay tao sẽ qua để chịu hồi mày dậy. Chien à. Đấy, Nobita, bạn hãy coi bộ dạng của Chien đi. Và bây giờ thì mình đã chịu hồi được Che anh rồi đó. Nhưng mà bây giờ nó hiện vẫn chưa có tỉnh. Nobita, đây chính là Che anh, một người bạn của chúng ta mà bạn đã từng giết đó Nobita. Bạn thấy chưa? Bạn hãy mau đứng dậy đi. Bạn có thấy những gì bạn gây ra cho Che anh chưa Nobita? Mình rất là tức giận đó. Nhưng mà mình nể Nobita, bạn là một kẻ khu khờ, không biết suy nghĩ, cho nên mình mới bỏ qua một lần này cho bạn đó. Chừng trị bạn theo cách nhẹ nhất mà mình có thể. Rồi, bây giờ thì mình sẽ gọi hồn của con Chien trở về nhập vào cái thể xác của nó để cho nó có thể nói chuyện được với mình. Trời ơi, Doraemon ơi, mình sợ lắm. Mình sợ con Chien này lắm. Lỡ có khi nào nó tỉnh này được, nó giết mình luôn không Doraemon? Nobita, chuyện đó thì bạn không cần phải quan tâm, cứ để cho mình. Ole hấp Asinomoto Kusilau Obe lắp. Linh hồn Chien, hãy mau trở về. Ta đang ở đâu đây? Sao cơ thể ta lại mệt mỏi tới như vậy? Ta là ai đây? Ta đã chết rồi. Mà tại sao ai còn kêu ta trở về đây làm gì nữa? Trời ơi, Doraemon ơi, mình sợ quá. Mình chạy trước cho Doraemon. Bạn đứng lại đó Nobita. Bạn không được đi đâu hết. Bây giờ thì bạn phải đối diện với những sự thật mà bạn đã gây ra cho Chien. Và bây giờ thì mình sẽ cho Chien lại trí nhớ của mình để có thể là nói chuyện được với chúng ta. Hả? Bạn cho Chien lại trí nhớ của nó hả? Vậy là chết mình rồi. Mày là ai? Tại sao tụi mày lại tới đây chịu hồi tao lên làm cái gì? Tao đã chết rồi mà tụi mày không chịu chết. Làm sao? Tụi mày muốn gì hả tao? Hey, Chien, bạn hãy bình tĩnh nghe mình nói đi. Bạn chính là Chien, bạn của mình và Nobita. Bạn còn nhớ không vậy hả? Chien. Cái gì? Tao là Chien à? Tại sao tụi mày biết tao? Và tại sao tao lại chết? Tại sao tao lại không nhớ cái gì hết? Nhưng mà
Tụi mày có ý gì đây hả? Cái thằng mèo mái kia. Vậy anh, bây giờ tụi mình sẽ cho bạn lại cái trí nhớ của bạn nha. Ơi 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 Chen, mình là Nobita này Chen ơi. Mình rất là xin lỗi về những việc mình đã gây ra với bạn, nhưng mà bạn cũng phải thông cảm cho mình về những việc mà bạn đã gây ra với mình nha Chen. Bạn đã tha lỗi cho mình nha Chen. Mình đã lỡ tay giết chết bạn rồi. Cái gì? Mày chính là người đã giết chết tao hả? Cái thằng bộ mặt kia. Tao phải cho mày chết. Còn cái thằng này đó. Bây giờ tụi mày muốn sao tao đây? Thôi, bạn bình tĩnh đi mà Chen. Mình cho bạn đánh Nobita là bởi vì đó sẽ làm cho bạn nguôi ngoai những cái cơn tức giận của bạn. Và bây giờ, Chen ơi, bạn hãy mau trở về như là Chen bình thường đi. Điều đó không có tác dụng với tao đâu, Robert. Tao, đó là Chen thấy ma rồi. Tao đã nhớ lại được tại sao tao chết rồi. Cái thằng Nobita kia, chính cái thằng Nobita kia, nó đã giết tao, làm cho tao ra nông nỗi như thế này. Nobita, tao giết mày 1000 lần cũng không hả giận tao Nobita. Bây giờ, tao đã nhớ ra rồi. Doraemon, mày khuyên tao cũng chưa hết thôi. Bây giờ, mày cứ kêu trở lại làm thằng trẻ em bình thường. Tao không bao giờ làm trẻ em bình thường đâu. Tao sẽ làm chạy em thấy ma. Mày có sức mạnh trả thù tất cả mọi người. Ê, chạy em. Bạn không nhớ ba mẹ bạn hả? Bạn không nhớ em gái của bạn hả? Những người đó đang đợi bạn ở nhà kìa. Bạn hãy mau tỉnh dậy. Hãy mau tỉnh ngộ. Trở về nhà đi chạy em à. Những người đó đang rất là thương bạn, đang rất là nhớ bạn sau cái quãng ngày mà bạn đã chết đi. Bạn cứ biết không hả chạy em? Và mình tốn rất là nhiều sức để mới có thể là triệu hồi bạn dậy được. Bạn phí công với mình như vậy thì bây giờ sẽ cho bạn chui xuống hầm lần nữa và bạn sẽ mãi mãi không bao giờ trở về được như bây giờ. Nhưng mà cái bó thù thật của người ta giết tao thì sao hả? Robot, mày nói đi. Những cái chuyện đó mình sẽ từ từ giải thích cho bạn sau. Và trong đây còn nhiều chuyện để nói lắm và chuyện rất là dài. Hãy bình tĩnh đi. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cái món bảo bối để đưa bạn trở về như là người bình thường. Ok nha Chen. Nếu mà bạn đồng ý thì mình mới có thể làm được. Thôi được Doraemon. Mình đã tin bạn, cho nên là mình sẽ đồng ý. Tha cho thằng chúng ta cho chết kìa. Được rồi. Bây giờ bạn hãy làm cho mình trở về bình thường lại đi Doraemon. Mình cũng đang rất là nhớ ba mẹ của mình. Mình cũng đang rất là nhớ cho em gái của mình. Doraemon, mau đi. Mau làm đi Doraemon. Được. Bạn tốt lắm trai anh à. Không như cái thằng Nobita cứng đầu kia. Phải chừng trị nó thì nó mới trở lại thành Nobita bình thường đó. Được rồi. Bây giờ bạn hãy đứng im đó để cho mình sử dụng bảo bối làm phép. Ông bê la si bù cốc si lâu ông bê lấp ông bê lấp cùng si lâu à si tô mô tô à qua đi khá. Mọi việc đang diễn ra rất là tốt đẹp. Sau cái món bảo bối này của mình thì bạn sẽ trở thành chai em bình thường thôi chai này nè. Mọi việc đang diễn ra rất là tốt đẹp. Và mình đã triệu hồi được chai em. Và mình sẽ dùng cái bảo bối của mình để làm cho nó trở lại thành bình thường. Được rồi Nobita ơi, mày mau dậy đi. Mày không cần phải giả bộ đâu. Nó tha lỗi cho mình rồi Nobita. Hả hả hả? Thiệt hả Doraemon? Đúng rồi. Trời ơi, làm mình sợ muốn chết. Mình nằm nãy giờ. Hồi ôi, để chờ đừng đến mình đó Doraemon. Thiệt là Nobita đúng là Nobita. Cái thằng Chen nó sắp trở về như bình thường rồi đó Nobita. Em mau chờ chút xíu đi. Nó đâu rồi? Kìa Chen kìa. Ôi Chen
Bạn đã trở về bình thường rồi cha em. Mình mừng quá cha em à. Thật sự thì mình cũng rất là cảm ơn bạn nha Doraemon. Nhờ bạn mà mình mới có thể sống dậy được. Nhưng mà cái thằng Nobita này. Em xin lỗi anh cha em. Em xin lỗi anh cha em. Anh đừng có giận em nha. Em lỡ tay thôi mà. Lúc đó thì Nobita the Killer đã chi phối em hết rồi, chứ em không biết gì hết. Thôi được rồi cha em, bạn bỏ qua cho Nobita đi. Bạn đã hứa với mình rồi. Và bây giờ thì công việc tiếp tục của chúng ta là phải đi tìm Seiko để hồi sinh nó vậy. Chỉ còn Seiko nữa là xong rồi. Chừng nào mà hồi sinh Seiko xong thì chúng ta sẽ tính mọi việc này với Nobita. Các bạn đừng lo. Được, được. À đúng rồi, phải hồi sinh Seiko, phải hồi sinh cái thằng bạn thân của mình mới được. Đúng. Và cái phần hồi sinh Seiko sẽ để ở phần 5 nha. Và cái video clip của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Và các bạn hãy nhớ đón xem hồi sinh Seiko vào ngày mai nhé. Ok, và nếu như các bạn có ý kiến hay các bạn có yêu cầu gì thì các bạn cứ comment ở bên dưới video của mình nha. Và nếu như các bạn thích thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, một subscribe để ủng hộ channel của mình. Ok, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào phần 5 phần ngày mai. Bye bye tất cả các bạn.